Em làm gì vậy? Với đồ Với đồ hả? hả? Em có một câu hỏi này, muốn nhờ anh giúp em được không? Nói luôn đi, Nè, nó nhỏ thôi. Em sắp mua nhà. em sắp mua nhà. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ đó, em không có biết đó, kiểm tra pháp lý để mua nhà cho nó an Chết toàn mẹ đó. hết bớt rồi. Không biết đâu, không? Chỉ em đi. Kiểm Có gì tra pháp em. lý á hả? Kiểm tra pháp lý. Trời ơi, dễ, anh nói một lần thôi em phục liền luôn. Lưu Ok, lại ok. nè, lưu lại nha, kiểm tra pháp lý khi đi mua nhà. Ok. Đầu tiên Đầu em sẽ tiên. phải có một cái cuốn sổ đỏ Đâu? đây, Đâu? cuốn Thôi, sổ đỏ. anh giỡn em ở đâu? Còn không? Em quay xa xa, đừng quay cuốn sổ đỏ, nó áo vi phạm rồi. Cứ quay xa xa rồi, cuốn sổ đỏ. Ủa, ở đâu ra vậy? Trời, nhà anh thiếu gì em? Một sổ đỏ nhà anh khắp nơi, Thôi, ghê trong vậy máy trời. giặt là chuyện bình thường thôi. Không có một cuốn à? Ủa, ok. Đầu tiên em dở cuốn sổ đỏ ra, em coi cái trang bìa tên thằng nào. Mà trường hợp cái trang bìa này nè mà nó nhảy qua cái trang bổ sung rồi thì mình chia tay cái thằng trang bìa đi, mình qua cái trang bổ sung. Cái phần này vẫn gọi là trang bổ sung nha. Chúng ta sẽ làm việc với cái thằng tên đây trên trang bổ sung này. Ví dụ như đây ông Nguyễn Nhân Nga, thì chúng ta sẽ kiểm tra căn cước công dân ông Nguyễn Nga đúng không, nhưng mà chúng ta sẽ phải kiểm tra thêm giấy độc thân nếu ông A độc thân, hoặc là giấy kết hôn thì phải có vợ ông A, hoặc là hai vợ chồng ông A mà bây giờ có mỗi ông A ký, là chúng ta phải coi ông A có ly dị hay chưa. Nếu có ly dị thì phải có bản án quyết định của tòa về việc phân chia tài sản này, thì chúng ta kiểm tra xong đó chúng ta mới xác định được đây là đất của ai mà chúng ta giao dịch. Cái tiếp theo là nhiều người nè, nhiều người rất muốn kiểm tra nhưng mà không biết kiểm tra nè. Tranh chấp tài sản đất đai này nó có bị chặn giao dịch hay không là phải kiểm tra tranh chấp. Chỉ cần kêu cái ông Nguyễn Nhân A đó ra xã phường xin giấy xác nhận tình trạng bất động sản là có Mộc xã phường trả lời văn bản đàng hoàng luôn, là xã phường sẽ kêu ông đất ông A này đang bị bà B chặn giao dịch, đất ông đang bị ông bà C chặn giao dịch, nó sẽ thể hiện hết ra trong cái giấy xác nhận tình trạng bất động sản đó Đúng rồi. là vấn đề tranh chấp. Hay Em không? hiểu, em hiểu, em hiểu. Đó, tiếp theo sẽ là vấn đề kiểm tra quy hoạch. Mua miếng đất kiểm tra pháp lý cho đã, cái kiểm tra quy hoạch thấy dính công viên cây xanh thì mua làm gì? Nhà mình đâu có nhu cầu làm cây xanh đúng không? Và tiếp theo nữa là chúng ta phải kiểm tra vị trí. Đi mua đất ở bên đây, bên đây là phía trước nó không có cái cống, không có cái trụ điện, nó vô nó chỉ mình bên đây, mình nhảy tiền xuống, cuối cùng đất mình nằm bên đây, nguyên cái trụ điện trước mặt, nguyên cái cống dưới chân. Trời ơi, gọi là treo đầu dê bán thịt chó. Hợp lý anh. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải đo đạc đất lại. Ví dụ đất của cha của chúng ta là 4 ô vuông, 1 3 4, mua với giá 4 tỷ. Mà sau khi chúng ta công chứng xong mà khi đo đạc lại nó còn có 3 ô vuông, 1 2 3, tự nhiên mất 1 tỷ tiền học phí, gọi là tiền ngu luôn. Rõ ràng là chúng ta phải đo đạc lại. Ok, em hiểu. Và cuối cùng nữa nè, một trường hợp quan trọng nhất. Trường hợp gì biết không? Không anh, trường hợp gì? Trường hợp đất nhà cửa bị nằm trong ngân hàng, Thôi, trời, anh. thì chúng ta sẽ phải có văn bản xác nhận thằng ngân hàng cho ông Nguyễn Nhân A vay cái sổ đỏ này, em hiểu không? Anh hiểu. Chứ nhiều người vô không kiểm tra cái văn bản đó, cứ thấy cái hình sổ đỏ ở tên ông Nguyễn Nhân A là nhảy vô cọc bụp 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 bụp, xong lòi ra ông A không phải chính chủ sổ mà nó cầm tiền cọc mình, nó chạy mẹ luôn rồi. Rõ ràng sổ đó không còn tên của ông A nữa, rồi lúc đó mình đi kiếm ai bây giờ? Mình đâu thể nào chặn giao dịch một cái người không phải đứng tên chủ sổ được Đúng mà. đó. Anh nói đúng một lần ai cũng biết, tự kiểm tra luôn quá dễ luôn đúng không? Đúng. Khoan. Nhưng mà khoan. Hả? Em muốn tìm người kiểm tra cho em luôn thì bây giờ em phải tìm ai? Trời ơi, tìm ai nữa.